làm cái chuyện thiệt quá, em nó tới em là nó bóp vậy luôn. Mười bảy ngàn cây đó là mỗi giờ thu hái được có mấy tấn đây. Rồi vậy đi để anh đôn đốc anh lính lên thầy làm. Được. Được, để anh đôn đốc lên làm nha, xong mình rồi. Được. Nói ảnh em nói đi chứ anh nói là đâu có tác dụng.